mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ để lại cho con là một bộ vải cao dài cho con rút đít vải cao dài cho con rút mấy thằng tay, con hãy xem mẹ đây nhớ đừng quên, rồi con đây rút đít lần đầu, rồi con đây rút đít lần hai, con rút hai thằng tay, rồi con kia xong hết một vòng, rồi con đây rút thêm một cây, con chắc ăn rồi mẹ ơi. Mở bài ra nó bù rồi.